Xin kính chào quý vị. Hôm nay Dũng Audi xin phép được giới thiệu tới toàn thể quý vị, quý anh chị và các bạn chiếc Kia Cerato. Chiếc Kia Cerato này thì được sản xuất năm 2018. Chiếc xe trang bị động cơ 1.6 số sàn và đang được bán tại Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương với giá là 495 triệu đồng. Quý vị, quý anh chị có nhu cầu mua chiếc Kia Cerato thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho Dũng Audi theo số điện thoại 0855 966 966, hoặc trực tiếp đến tại cửa hàng Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương có địa chỉ lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Trên đây phần form dáng tổng thành bên ngoài xe, xe mang một nước sơn màu đen. Chiếc xe này vẫn là form cũ 2018, hỗ trợ 4 phanh ABS xi nhan trên gương. Sơn zin còn tầm khoảng 90% sơn zin. Chiếc xe siêu đẹp, siêu lướt. Chiếc xe có gương kính chỉnh điện, cục điện tự động auto, vô lăng tích hợp bàn phím, điều hòa auto, màn hình DVD theo xe. Trần thì đã được bọc trần 3D, rất đẹp, rất sang. Cam kết máy số zin, keo chỉ zin, không đâm va, không ngập nước. Bao test cho quý vị, quý chị và các bạn. Chiếc xe này thì đã chạy được 4.5 km. Hàng ghế thứ hai này có cả cửa gió điều hòa của hàng ghế thứ hai. Keo chỉ còn nguyên. Thất được ghế bọc da màu kem, rất đẹp. Tắp ly tắp lô màu đen. 495 triệu đồng cho chiếc Kia Cerato 2016. Đây phần khoang cốp đấy. Anh ấy rẽ vào cái lối vào khách sạn 5 tầng đi. Vâng. Đây mặt thất đây của khoang cốp đấy. Đây khoang lốp dự phòng. Những phần tôn vỏ đấy, còn rất đẹp luôn, không mối mọt, không hên gì chứ. Xe trang bị màn hình camera lùi, màn hình camera lùi đầy đủ. Đây là phần khoang động cơ ở chiếc Kia Cerato 2018. Đầu tiên mình sẽ kiểm tra phần nắp capo. Đây, như các bạn có thể thấy đây, nắp capo ốc zin này, keo chỉ zin này. Đấy, keo chỉ zin này. Mà nó màu đen hơi tối, nhìn hơi khó nhìn tí, nhưng mà keo chỉ zin. Keo xe. Máy móc zin. Đây. Sáng bóng luôn. Cực kỳ sạch sẽ và khô ráo. Đấy, máy móc zin. Zin từng con ốc ạ.
Trên đây là phần form dáng tổng thành, nội ngoại thất cũng như khoang động cơ chiếc Kia Cerato 2018. Quý vị, quý anh chị có nhu cầu tìm hiểu về chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho Dũng Audi theo số điện thoại 0855 966 966. 495 triệu đồng bao rút hồ sơ, hỗ trợ sang tên cho khách hàng, pháp lý đảm bảo chuẩn chỉ, không tranh chấp, không cầm cố. Đến đây Dũng Audi xin phép được kết thúc cái video tại đây, giới thiệu về chiếc xe này tại đây. Xin trân trọng kính chào quý vị.